Ui, cân bịt mẹ mày cân ba. To thật như con rúi nhỉ. Cân ba đây, đầu này khác con rúi. Cầm vào nhà dài như này, nó quật tại là đầu không ai. Chào toàn thể các anh em nhé. Đấy, hiện tại thì buổi tối thì mấy anh em đang đi thăm bẫy chuột. Thì cái bẫy chuột mà em sử dụng đánh nhá, những cái con chuột đồng với chuột cống nhung này thì là sử dụng bằng cái cạn 9cm này. Đối với mẫu cạn này thì chuyên đánh tất cả các loại chuột. Đấy, từ cái loại 1kg đổ lại đấy. Thế thì các bác có thể là vận dụng đánh cò vạc hoặc là anh em đánh gà rừng, anh em đánh sóc là đều ok này. Mẫu cạn này nó chỉ có mấy nghìn đồng thôi mà hiệu quả lắm. Đây cái bẫy đầu tiên phát là đã kiếm được con hàng rồi. Con hàng kinh ấy. Này 6 lạng. Này phải 6 lạng anh em. Cống nhung. Ý xời. Về không anh em? Tỏ thật. Đấy, đối với cái con chuột cống nhung này thì giá trị kinh tế của nó không cao nhưng mà được cái cân nó nặng anh em. Đấy, cân con này thì nó 6-7 lạng đấy, nhân với cả giá 60 thì cũng ok đấy anh em. Đấy, cạn 9cm nhé. To chưa anh em? Nó sập vào chân trước. Đang đi gỡ anh em. Hôm nay còn quên cả mang túi đựng cơ. Nó đánh tổng cộng vào gần 30 cái anh em. Ăn gì? Ăn nào. Bây giờ thì lấy ra gài lại thôi anh em, nó không có vấn đề gì cả. Bao đâu? Đưa được bao chưa? Địt mẹ ăn sách này à? Ừ, sách thế, được. Ok anh em nhé. Đấy, con đầu tiên này. Tiếp tục dính hàng anh em. Đây, chạy chui trong đây rồi. Sách nhé, sách lôi ra. Đấy. Từ xem dây đâu. Dìa vẫn bách cỏ tay đại gái. Ui, chuột. Ui, hồi con này đi béo thế thì con trắng lưng vàng. Ừ. Kéo chân đi. Cầm cái kìm đi nó sạch nhỉ. Đỡ bẩn. Đỡ bẩn cầm tay. Đứt đấy nhỉ. Đứt. Con này đẹp thế nhỉ. Đẹp thế nhỉ. Lùi chuột đồng ngoài này. Ôi mày làm bữa chuột đồng đi. Ôi. Bữa chiều nó đại ca. Được. Thế mà đội mà nó vồ chuột là vồ ác nhỉ. Ngày xưa mình mổ mắm không mẹ nó lấy bé thì quản định nhé. Dạ, càng lớn càng lớn càng nhát gan, kiểu gan nó to lên đi. Mẹ này cũng bị lớn này, các đẻ dưới đất để cái dẫm chân và kẹp phát được. To thị sợ mẹ. Ok, con thứ hai anh em nhé. Đó, bây giờ tiếp tục đi triển khai đây anh em. Bây giờ được thêm con này con thứ hai rồi anh em. Mẫu cạn quá ok luôn anh em, chuột đồng, chuột cống nhung ăn hết. Đấy thì cái số điện thoại em để mua cạn ở góc màn hình video nhé, anh em cứ điện. Này. Nhiều ghê rồi anh em, 4 cháu. Đấy, cứ gài này thôi. Giờ thì gài lại những cái bẫy nó đã sập anh ạ. Ok các bác nhé, lên đây tham tiếp. Ủi con rắn giật hết cả mình thằng. Nó rắn lại đi ăn ngày, ăn đêm này. Nhìn nhỉ. Hay là con gì nó đang ăn nó? Nào, mạnh con. Rắn, kính quá nhỉ. Được. Ok nhé. Tiếp tục con cống nhung anh ạ. Con này anh thì vừa đủ biểu, nó phải tầm khoảng 4 lạng con này. Cũng được. To à. Ừ, cũng được, hàng này bán ok rồi. Cứ khượt khượt như này là chết rồi. Lông đen mà bắt được rồi, không lông xám. Đó. Né cái đầu vừa. Giật phát là ok. Ngài luôn lại. Coi kìm bắt rất dễ. Đây này anh em này. Con này con cống nhung thứ hai. Cố gắng mấy chục cân. Còn cái kia 6-700 nghìn. Cái chung đặc công. Ok anh em nha. Thì vừa đi thư giãn, khỏe thể dục. Đây được con chuột nữa anh em. Đây là cái cạm mà đánh cầy nhưng mà thế nào lại dính con chuột. Béo ghê nhỉ. Ui con to nhỉ. À chạy một chút múp. Ui đây. Đây là chuột đồng ngay phải chuột nhà. Đồng. Nhà bụng nó phải vàng. Trắng trắng phớt trắng trắng mà. Ý mày nhìn mõm nhọn đấy to gì nhưng không phải đâu em ạ, em nhầm đấy.
này nó còn đẳng mẹ cấp cổ nó thụt như này, như ngày xưa nó ăn nó đỏ như nó béo. Ok anh em nhé, ăn đi, ra lại cạn đi, đi lại làm con chuột đồng nữa anh em, dính liên tục, con này bắt được hết nhỉ. Bắt quá rồi. Đấy, đéo đéo con này nó ra mất đây. Ồ sực kê y nhiều ghê nhỉ. Đây anh ra bắt lốt con này. Này cạn đánh chồn thì lại được chuột, ở đây nhiều chuột quá anh ạ. Đâu đây con chuột đồng này mới đẳng cấp rồi, to cạn 14 anh em, định đánh cầy nhưng mà chuột đi trước thì bắt trước anh ạ. Thế thì ngoài bán cạm đánh chuột ra thì bên nhà em có bán cả cạm bẫy chồn nhá. Nếu bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Ok nhé. Bây giờ gỡ cái này ra rồi đi bắt những con tiếp theo anh em ơi. Dính nhiều quá nhưng mà những cái nào thoáng thoáng quay cho các bác thôi. Con này con cống nhung. Vừa tổng lông lông đen là lấy được đây này. Chuột đấy anh em, nhiều lắm. Cái bẫy này là gọi là cái bẫy sát thủ của loài chuột. Con nữa thì quên đó, soi luôn. Được hai con luôn này. To không? Kia con chuột đồng to. Dưới đây. Đây. Đây, chuột đồng to. Tút lên đây. Rút luôn đây. Cái không đánh nữa. Cái lòng đấy thì lát rồi. Đây là cái hang. Hang gì? Đâu que cắm vào đâu ấy? Đấy ngay dìa đây, ngay dìa ngoài mà. Cầm dây. Úi giời. Chuột đồng này ạ. Béo khùng. Hai con một chỗ luôn, con này sập phát một đuôi. Đây, chuột đây anh em này. Chân nhiều nhỏ sập một đuôi, nó đùa chán. Nhiều ghê. Cả cụm. Này nó sập cũng... cả đuôi đây. Cả đuôi, cả đấy. Cả đuôi, cả đuôi. Bò. Đây, đây. Đây này anh em này. Cá phết rồi. Đây hàng này anh em, cũng dùng và to thế. Con này cân đấy. Con này sập cạm mà. Con này phải được tầm cân thôi. Dây đâu? Em buộc mà. Anh cứ cầm cái dây anh tuốt phát lên là được. Rách tay. Còn tóm đuôi cho em cất nhé. Ui. Cân. Bịp nhà mới cân 3. To thật. Như con rúi nhỉ. Cân 3. Đây. Đầu này khác con rúi. Cầm vào này nha. Dài như này. Nó quật tại này đầu không ai. Ăn chạt. Ăn chạt. To thế. Ô sạc kê. Ít ná chân hay một chân. Một chân. Nó đéo vành cạn à. Ra rồi cạn mà đéo vành nhé. Cạn đéo mở. Đâu thằng nào móc cái, lấy tay móc cái cạn mẹ cạn này. Đây hết cỡ rồi, móc cái cạm người ta đấy. Đấy. Ôi to thật. Cân 7. Đó. Đây, tổng kết đây anh em ơi. Cái cạm này cạm cuối cùng được nhiều phết đấy. Đây. Chắc phải được 4-5 cân, 5 cân đấy anh ạ. Nhiều ghê. Ok anh em nhé. Bác nào cần mua cạm bẫy chuột thì liên hệ cho em ạ.